Xin chào các bạn, hơn nửa thế kỷ trước, Hàn Quốc là một quốc gia nhỏ bé, đang phát triển và đóng cửa với phần lớn thế giới. Tuy nhiên điều đó ngày nay đã thay đổi nhanh chóng và đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhờ lịch sử phong phú, khung cảnh cũng như ẩm thực tuyệt vời. Hàn Quốc cũng là một đất nước có kinh tế cực kỳ phát triển. Hàn Quốc ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng trên toàn thế giới. Ở Đông Á người ta nói về K-pop, về mỹ phẩm, về phim truyền hình Hàn Quốc. Ở phương Tây người ta nói về các thiết bị điện tử của Hàn Quốc. Và đôi khi nghe tin tức về người hàng xóm của họ ở phía Bắc, đó là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một video thì không thể nói đầy đủ về đất nước Hàn Quốc được. Và đây là phần 2 câu chuyện về đất nước Hàn Quốc. Khái quát một chút, đất nước Hàn Quốc có diện tích là 100.363 km2. Diện tích này bằng 1/3 diện tích của nước ta và dân số của họ là 52 triệu người. Dân số này nhiều hơn một nửa dân số Việt Nam một chút. Muốn nhìn vào sự phát triển của Hàn Quốc, hãy nhìn vào thủ đô của họ, Seoul. Trước đây thì tên Hán Việt của Seoul còn gọi là Hán Thành và Seoul ở trong tiếng Hàn cổ có nghĩa là kinh thành, có nghĩa là kinh đô. Seoul nằm cạnh dòng sông Hán, là một thành phố toàn cầu. Quy mô nền kinh tế của thành phố Seoul là vào khoảng 433 tỷ đô la Mỹ, tức là còn lớn hơn cả quy mô nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là một trong những thành phố có mức chi phí sinh hoạt thuộc vào loại đắt đỏ nhất trên thế giới. Thành phố Seoul nằm cách biên giới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không xa, chỉ khoảng 50 cây số mà thôi. Đó là một vị trí hết sức nhạy cảm nếu có xung đột về mặt chính trị giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vùng thủ đô Seoul, tức là tính rộng ra thì có khoảng 26 triệu cư dân sinh sống và dân số trong vùng thủ đô này đã chiếm đến một nửa dân số của cả đất nước Hàn Quốc rồi. Và đây là vùng đô thị lớn thứ hai trên thế giới sau Tokyo của Nhật Bản. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Hàn Quốc. Thành phố này cũng đóng vai trò trong lịch sử phát triển của quốc gia này và là nơi khởi đầu của kỳ tích sông Hán. Kỳ tích sông Hán sẽ được nói ở phần tới của video. Tại sao gọi là sông Hán chứ không phải là sông Hàn thì cũng sẽ được giải thích. Nói về sự đông đúc của Seoul thì năm 2020, Seoul đã ghi nhận tổng cộng là 24,3 triệu phương tiện cơ giới được đăng ký mới. Đây là nguyên nhân khiến cho tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên và mật độ dân số của Seoul thì cực kỳ cao, gần gấp đôi New York của Mỹ và cao gấp 8 lần so với Roma của Italia. Trở lại với lịch sử, trong chiến tranh Triều Tiên, Seoul được xem là chiến trường chính và nhiều lần bị tranh giành sâu xé giữa quân đội Triều Tiên và quân đội Hàn Quốc, khiến thành phố gần như bị phá hủy, bị san bằng hoàn toàn sau chiến tranh. Lúc đó thì thủ đô của Hàn Quốc đã phải rời xuống thành phố Busan. Đã có nhiều cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy nên nó khiến nhiều di tích lịch sử của Seoul bị phá hủy. Ở trong những thập niên 1990, bên cạnh việc xây dựng lại thành phố hiện đại thì nhiều công trình lịch sử cũng đã được phục dựng, bao gồm cả cung điện Cảnh Phúc, cung điện chính của triều đại Triều Tiên lịch sử. Bây giờ mà nhìn trên bản đồ thì Seoul sẽ được phân chia thành hai phần, gồm có phần phía Nam và phần phía Bắc, và ranh giới ở đây chính là sông Hán. Sông Hán đóng một vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước Triều Tiên. Trước đây là một thể thống nhất. Seoul cũng là nơi đặt trụ sở đầu não của những tập đoàn tài phiệt lớn nhất thế giới và lớn nhất Hàn Quốc như Samsung, LG, Hyundai, Lotte hay là CJ. Lĩnh vực dịch vụ tại Seoul đã phát triển nhanh chóng, đóng góp cho nền kinh tế của đất nước Hàn Quốc. Seoul được bao quanh bởi những dãy núi, trong đó có dãy núi Bakasan, chính là dãy núi có đỉnh cao nhất tại Seoul và đỉnh này thì cao 840m. Thời gian để leo lên đỉnh thường là 2 tiếng rưỡi. Trong này chính là một khu vườn quốc gia, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Seoul. Hệ sinh thái giàu có, đa dạng với khoảng hơn 1.300 loài sinh vật sinh sống và trú ngụ. Bukhasan khá là nổi tiếng và thậm chí còn được ghi vào sách kỷ lục Guinness là công viên quốc gia với lượng du khách trên mỗi đơn vị diện tích ghé thăm nhiều nhất trên hành tinh. Với khoảng 5 triệu khách ghé thăm mỗi năm, núi Bukhasan là một trong những ngọn núi rất nổi tiếng tại đất nước Hàn Quốc và xuất hiện không ít trong các bộ phim. Trải qua thủ đô Seoul, đó là dòng sông Hán. Dòng sông mà nó cũng xuất hiện trong cụm từ kỳ tích sông Hán. Sông Hán dài tổng cộng là 514 cây số. Ở địa phận Seoul, sông rộng tới 1 cây số và có tổng cộng trên dưới 30 cây cầu bắc qua sông trong phạm vi vùng đô thị Seoul. Sông Hán và vùng phụ cận đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của Triều Tiên. Và thời Tam Quốc ở Triều Tiên, Triều Tiên cũng có Tam Quốc chứ không chỉ Trung Quốc. Các nước đã tranh giành kiểm soát khu vực này. Bởi sông Hán được xem như con đường giao thương đến Trung Hoa, từ sông Hán thông qua biển và thông qua biển Hoàng Hải thì sẽ tiếp cận với Trung Quốc. Hiện nay thì con sông không còn được sử dụng cho mục đích hàng hải nhiều nữa, vì ở khu vực sông thì nằm ở biên giới của Triều Tiên và Hàn Quốc,
nơi cấm các hoạt động dân sự. Nhiều người Việt Nam thì thường gọi nhầm sông Hán là sông Hàn vì lầm tưởng sông của đất nước Hàn Quốc thì phải tên là sông Hàn. Thực ra tên chuẩn, tên chính xác nhất vẫn phải là sông Hán. Trước đây thì có bộ phim Quái vật sông Hàn, vậy nếu mà gọi chính xác phải gọi là Quái vật sông Hán. Và cụm từ Kỳ tích sông Hán cũng ra đời từ đây. Kỳ tích sông Hán hay là Hán Giang kỳ tích theo phiên âm Hán Việt là một cụm từ để nói đến thời kỳ công nghiệp hóa thần tốc tại Hàn Quốc, diễn ra vào giữa thế kỷ trước và kéo dài cho đến đầu thế kỷ này. Ở Việt Nam thì nhiều cơ quan truyền thông thường quen gọi là Kỳ tích sông Hàn hay là Huyền thoại sông Hàn, như đã nói do nhầm chữ Hán và chữ Hàn. Sau chiến tranh Triều Tiên từ năm 50 đến năm 53, lúc bấy giờ thì kinh tế Hàn Quốc kiệt quệ, người dân nghèo đói. Đất nước này thì không còn tài nguyên thiên nhiên để phục hồi kinh tế. Điều này khiến Hàn Quốc vào thời điểm đó trở thành một nền kinh tế kém phát triển, hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp và là một trong những nước nghèo ở trên thế giới. Nhưng có một nhân vật đã thay đổi tất cả bên cạnh sự nỗ lực của tất cả những người Hàn Quốc. Đó chính là Park Chung-hee, đại tướng kiêm tổng thống của Hàn Quốc vào thời điểm bấy giờ. Dưới thời của Park Chung-hee, Hàn Quốc đã nhanh chóng phục hồi kinh tế thành công nhờ vào những chính sách có thể gọi là khắc khổ do ông Park Chung-hee áp dụng. Ông đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển tài nguyên quốc gia, biến Hàn Quốc từ một nước thuần nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp tự cung tự chủ. Trong giai đoạn đầu thì Hàn Quốc nghèo hơn Triều Tiên rất nhiều, nhưng bây giờ chúng ta đã nhìn thấy lịch sử đã thay đổi. Và một trong những khẩu hiệu quan trọng nhất của ông Park Chung-hee đó là đối xử với công nhân như gia đình, được cho là giúp công nhân Hàn Quốc lao động làm việc hăng say với năng suất gấp 2 lần rưỡi so với công nhân nước Mỹ. Mặc dù mức lương lúc bấy giờ của công nhân Hàn Quốc chỉ bằng 1/10 lương công nhân tại nước Mỹ. Nhiều người thì ca ngợi Park Chung-hee như một người hùng đã có công lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Tuy nhiên số còn lại chỉ trích ông vì chế độ độc tài của mình. Hàn Quốc trong giai đoạn này là một đất nước có tội với Việt Nam khi mà ông Park Chung-hee cùng chính quyền của mình đã gửi lính Hàn Quốc tới Việt Nam, từ đó để nhận viện trợ từ nước Mỹ. Và lính Hàn Quốc đã gây ra nhiều tội ác tại nước ta. Ở Hàn Quốc, các tập đoàn gia đình hoạt động đa quốc gia có vai trò rất quan trọng trong quá trình tái thiết và phát triển kinh tế nước này, gọi là các chaebol lớn của Hàn Quốc, đó là Samsung, Daewoo, Hyundai, LG, SK và Lotte. Nhưng phải thừa nhận một điều, tố chất của người Hàn Quốc và cả người anh em với họ là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên luôn tự lực, tự cường, con người thì lao động, chăm chỉ. Khác với nhiều nước nhận vay vốn ưu đãi vô tội vạ, đầu tư tràn lan hoang phí, Hàn Quốc đã có những chiến lược rõ ràng và cực kỳ chú trọng vào nguồn lực con người. Chính điều này đã giúp họ tận dụng được những khoản vay ưu đãi một cách hiệu quả nhất, từ đó để phát triển đất nước. Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc bây giờ đó là 33.592 đô la Mỹ một người một năm, đứng ở vị trí thứ 30 trên thế giới. Và Hàn Quốc thậm chí còn có tham vọng đưa quy mô nền kinh tế của nước này vượt quy mô nền kinh tế của Nhật Bản. Hiện nay, Hàn Quốc đang là nền kinh tế lớn thứ 13 ở trên thế giới. Nhưng điều gì thì cũng có hai mặt của nó. Việc những tập đoàn kinh tế như vậy chèn ép những doanh nghiệp nhỏ khiến cho kinh tế và xã hội Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường phát triển. Nhiều công ty nhỏ và bé không làm ăn được nên hạn chế thuê lao động, trong khi những tập đoàn lớn thì đã đủ nhân sự và không cần thuê thêm lao động mới. Có nghĩa là nhiều người Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Không dừng lại ở đó, tỷ lệ thất nghiệp cao thì cơ hội làm giàu khó khiến người Hàn Quốc ngại kết hôn. Nhiều người muốn đảm bảo tài chính rồi mới kết hôn, trong khi đảm bảo mãi thì cũng không được. Rồi nhiều người thành đạt phải làm việc cật lực đêm ngày cũng chẳng có thời gian để yêu đương. Không kết hôn thì lấy đâu ra sinh con. Thậm chí theo một số ước tính, nếu mà người Hàn Quốc vẫn tiếp tục lười sinh đẻ, lười kết hôn như bây giờ, thì đất nước Hàn Quốc có thể đối mặt với nguy cơ diệt chủng, có nghĩa là không còn bất kỳ một người Hàn Quốc nào vào năm 2750 nếu đà suy giảm sinh sản này không được cải thiện. Cùng đến với một số sự thật thú vị khác về đất nước Hàn Quốc. Nhìn Hàn Quốc trên bản đồ thì thực sự người ta không nghĩ là Hàn Quốc có nhiều đảo đến thế. Hàn Quốc được tạo thành từ 3.400 hòn đảo riêng biệt. Đây là một con số rất ấn tượng, nhưng rất nhiều hòn đảo lại cực kỳ nhỏ. Trên thực tế, chỉ có 473 hòn đảo trong số này là thực sự có người sinh sống. Đảo lớn nhất của Hàn Quốc chính là đảo Jeju. Đảo Jeju là hòn đảo nổi tiếng với các khu nghỉ mát và cảnh quan ven biển. Đảo này là một địa điểm du lịch số 1 của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là thiên đường của công nghệ. Khi nói đến công nghệ thì Hàn Quốc luôn đứng đầu về những tiện ích, điện thoại thông minh, thậm chí thiết bị gia dụng và thậm chí là cả ô tô nữa. Các công ty như là Samsung từ Hàn Quốc thì bây giờ đã nổi tiếng toàn cầu, LG trước đó cũng đã nổi tiếng rồi. Ngay cả trong các bộ phim truyền hình thì người Hàn Quốc cũng tranh thủ quảng cáo những sản phẩm công nghệ của mình. Sự thật thú vị tiếp theo, ở Hàn Quốc người ta rất là quan tâm đến nhóm máu.
Ở các nước phương Tây và thậm chí là cả Việt Nam chúng ta, người ta chỉ quan tâm đến nhóm máu khi gặp những tình trạng khẩn cấp về mặt y tế. Nhưng người Hàn Quốc thì có một sự quan tâm rất lớn về các nhóm máu của mình và nhóm máu của nhiều người khác. Người ta tin rằng mỗi nhóm máu sẽ quyết định tính cách, quyết định số phận của một con người. Thế nên điều này sẽ liên quan mật thiết đến chuyện kết hôn hoặc là chuyện hẹn hò. Ví dụ như phụ nữ nhóm máu B thì nên tìm đàn ông nhóm máu O. Mặc dù không phải tất cả mọi người Hàn Quốc đều tin vào điều này. Người Hàn Quốc thì thích dùng chức danh hơn là tên gọi bình thường. Điều này có thể bạn đã được nhìn qua các bộ phim, được xem qua các bộ phim rồi. Người Hàn Quốc sẽ thích được gọi là chủ tịch A, giám đốc B, đội trưởng C hơn là việc gọi tên bình thường. Đây có lẽ là một phần để cho người Hàn Quốc luôn cho thấy sự tôn trọng người khác và đó cũng là một động lực để phát triển với rất nhiều người. Nói về ăn uống, ngoài kim chi là một món ăn có thể gọi là quốc hồn quốc túy của Hàn Quốc thì bạch tuộc sống cũng là một món ăn rất phổ biến. Không chỉ vì hương vị phong phú đa dạng mà còn vì sự yêu thích tươi mới của người Hàn Quốc. Bạch tuộc sống sẽ không ngon nếu mà nó không ngoe nguẩy ở trong miệng. Vì vậy người Hàn Quốc bỏ qua cái phần nấu nướng với một số loại bạch tuộc. Một số sẽ cắt bạch tuộc và đặt nó vào cái bát, sau đó thì thưởng thức luôn. Mặc dù hàng năm thì vẫn thường có những báo cáo về việc có những người Hàn Quốc gặp vấn đề, gặp rắc rối và thậm chí tử vong do ăn bạch tuộc sống, nó bám vào trong cổ họng. Nói về thể thao, bóng đá Hàn Quốc rất phát triển, nhưng có một môn thể thao được coi là môn thể thao quốc gia tại Hàn Quốc, không phải bóng đá, đó là Taekwondo. Taekwondo đã có lịch sử phát triển tại Hàn Quốc trong khoảng 2.000 năm. Đây là một trong những hình thức đầu tiên của võ thuật tự vệ. Ngày nay nó đã trở thành môn thể thao quốc gia và cực kỳ phổ biến ở Hàn Quốc và đã được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Thế vận hội. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, phần 2 câu chuyện về đất nước Hàn Quốc. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Có lẽ nhiều bạn đang xem video này và xem chúng tại chính Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.